Chào mừng mấy anh em đã quay trở lại với kênh Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến. Với phiên bản 3.5B kỳ này, chúng ta sẽ đón tiếp một vị tướng sức mạnh phép thuật đi rừng mang tên Lilia cùng những chỉnh sửa của các vị tướng và bảo ngọc khác. Vì vậy, hãy cùng mình phân tích những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến meta nha. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Lilia, đây sẽ là một tướng đi rừng mang phong cách đánh lâu dài nhấp nhả trong giao tranh. Với bộ kỹ năng diện rộng và nội tại tăng tốc độ chạy, Lilia sẽ là khắc tinh cứng của các vị tướng tù trưởng trong giao tranh khi liên tục thả diều. Ngoài ra thì có một cơ chế mới được bổ sung trong phiên bản lần này của cô nàng này khi chúng ta sử dụng chiêu cuối. Video hướng dẫn chơi mình sẽ ra trong tương lai nên anh em nhớ đón xem nhé. Chỉnh sửa tướng Raum. Mặc dù là một vị tướng support tanker bị Ameta nhưng vẫn bị sờ gáy đến lần này. Giảm mũi sức mạnh công kích và giáp đầu game sẽ khiến Raum ít trâu hơn một chút ở giai đoạn đầu, nhưng vẫn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự khó chịu từ đánh ngất ngư. Tuy nhiên, Raum vẫn sẽ bị out meta so với các support hiện tại. Dr. Mundo, tên bác sĩ điên lần này sẽ được buff theo thiên hướng đi rừng rất nhiều khi kỹ năng 1 được tăng sát thương lên quái cực kỳ nhiều luôn. Bên cạnh đó, kỹ năng sốc điện tim cũng được giảm thời gian hồi chiêu để tăng sự đa dụng về sau của ván đấu, biến hắn ta thành một báo cát hồi máu siêu khủng. Garen. Trước đó, Garen đã bị chỉnh sửa sức mạnh một lần và khiến vị tướng này chỉ có một trong hai phong cách lên đồ rõ rệt. Một là tank, hai là đam. Nhưng với sự chỉnh sửa lần này, hắn ta có thể hoàn toàn lên phong cách full đam. Một xoay một kiếm cắm thẳng đầu chết luôn khi sát thương của kỹ năng 3 được buff rất nhiều từ sát thương cơ bản đến chí mạng ở vòng rìa. Sắp tới, Garen sẽ trở thành hung thần ở vị trí đường trên. Cassadin. Từ khi bị nerf 3 phiên bản liên tục, thì kêu màu tím bắt đầu nhận được ít sự chú ý khi bị đè đầu game và không còn khả năng lết như trước. Tuy nhiên, với sự chỉnh sửa lần này sẽ kéo hắn ta vực dậy và trở lại với khu vực đường giữa. Khi kỹ năng 1 được tăng sát thương lẫn giảm khả năng hồi chiêu, nhưng đối với mình, dù có nerf thế nào thì Cassadin vẫn rất mạnh về cuối game với khả năng một hit bay màu xạ thủ của mình. Kane vẫn sẽ là cái tên vô cùng yếu đuối ở phiên bản lần trước được buff liên tục, nhưng lần này sẽ là dạng sát thủ bóng tối, vừa được tăng sát thương gây thêm ở nội tại. Kỹ năng 2 cũng được giảm thời gian thi triển nhanh hơn, rất phù hợp với lối chơi sát thủ bay ra bay vào. Tuy nhiên, với mình, nhiều đầy vẫn là không đủ để cây có chỗ đứng ở khu vực rừng nếu không tiến hóa dạng Darkin, nên vẫn sẽ yếu mà thôi. Nunu và Nguyên Lâm, cậu bé trên tuyết hiện nay đang mất tiêu ở trong khu vực rừng luôn khi các tướng ăn thịt đang áp đảo meta rồi, nên lần này cậu ta sẽ được buff rất nhiều sức mạnh phép thuật ở cả chiêu 1 và chiêu 3, chiêu cuối cũng tạo nhiều giáp hơn khi lên sức mạnh phép thuật. Vì vậy mà sắp tới, Nunu có thể sẽ có lối lên đồ semi-dam, vừa phép vừa tanh để tác động đến trận đấu nhiều nhất có thể. Pantheon. Mặc dù là một vị tướng cực mạnh từ đầu đến giữa game và cũng là một hung thần ở khu vực rừng, nhưng Pantheon vẫn tiếp tục được buff ở phiên bản lần này. Với chiêu 3 hồi nhanh hơn và chiêu cuối xiên giáp khủng khiếp hơn thì mũi giáo bất diệt sẽ không còn quá yếu về lết nữa. Dự rằng, Pantheon sẽ có thể làm chùm ở khu vực rừng sắp tới. Rakan. Một hỗ trợ make play và tạo tiền đề khá tốt ở khu vực đường dưới sẽ bị giảm sức mạnh lần này. Tuy nhiên, sẽ không ảnh hưởng đến sát thương mà sẽ bị giảm sự đa dụng khi giảm tốc độ di chuyển khi sử dụng chiêu của hắn ta. Nhưng với kinh nghiệm chơi Rakan full phép của mình thì hắn ta sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Riven. Tam bộ kiếm phiên bản Ryu đang không có chỗ đứng ở cả rừng và top khi tần suất xuất hiện đã không còn nhiều như trước khi bị nerf 2-3 phiên bản liên tục. Nên lần này sẽ bị chỉnh sửa đôi chút khi tăng chỉ số cơ bản nhưng lại tiếp tục giảm giáp của kỹ năng 3. Với sự thay đổi này thì Riven vẫn sẽ biến mất chứ không thể nào trở lại meta được. Ngọc Diệt khổng lồ. Một ngọc được buff ở phiên bản gần đây lại tiếp tục được buff thêm để đúng thật sự như cái tên của nó. Tăng sát thương dựa trên máu chênh lệch bây giờ sẽ lên đến tận 14%. Nỗi ác mộng của các tướng tanh sắp tới rồi. Tác động bất chợt. Mặc dù được thêm vào là một ngọc mới nhưng lại không được ưa chuộng do quá yếu cũng như không tác động nhiều đến giai đoạn đầu game nên sẽ được tăng thêm xuyên giáp và kháng phép cũng như tăng thời gian sử dụng. Sẽ rất thích hợp với các tướng bay nhảy và tăng hình như Rengar, Khazix hay Akali cũng tốt. Thám tử. Điểm ngọc mà từ trước giờ hầu như mình chưa bao giờ sử dụng vì nó khá phế so với các điểm ngọc còn lại. Lần này thì được tăng thêm cho khả năng hồi phục sau khi ra khỏi giao tranh. Nhưng nhiều đây vẫn là chưa đủ để thám tử có thể được lựa chọn nên cũng sẽ bị ghẻ lạnh mà thôi. Phía trên là thông tin về những sự thay đổi của các tướng của phiên bản cập nhật 3.5B. Ngoài ra, anh em có thấy sức mạnh của Lilia ok không thì comment ngay bên dưới để mọi người cùng biết. Nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ like, subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các clip sau.